Hello, chào mọi người, chào tất cả mọi người. Nhớ là subscribe mình nha, mình sẽ subscribe lại. Đăng ký mình đi, mình đăng ký là giúp tất cả như nhau đi. Còn mấy người mà YouTube coi, làm ơn giúp cho người mới có thành công cho năm tới đi. Phải cần 1.000 subscribe, 4.000 tiếng coi. Không phải dễ đâu, không phải dễ như hồi đó đâu. Hồi đó chỉ có 100 subscribe thôi. Và bây giờ tới 1.000 lần. Mới là khó. Kiếm tiền cũng phải dễ đâu. Đợi cho tới năm tới mới nếu mà thành công thì mới là hợp tác với chung YouTube mới hợp tác với mình là hợp tác chung rồi. Mỗi mỗi lần mình làm video mới thì nếu mà nhiều người coi á thì mình cũng có lương ok, mà 1.000 coi á thì chỉ có 2 đồng 2 đô la, còn 1 triệu người á, 1 triệu người coi là 3.000 cho tới 7.000, 7.000 3.000 tới 7.000 đô la, tùy theo. Nếu mà còn quảng cáo nữa thì có thể hơn 10.000 tới 10.000. Còn nếu mà mấy người coi YouTube á, thì nhớ giúp giùm cho mấy người mới tạo ra nha. Cũng người ta cũng làm cực lắm, làm quay phim lên kia nọ, phải phải tìm cách mà tùm lum á, đủ thứ chuyện đó để đăng lên YouTube chứ không phải dễ đâu. Giúp người ta đi, rồi mấy người mà YouTube channel á, mấy người mà làm YouTube á, thì hãy subscribe với nhau nha, giúp đỡ với nhau mấy người mới. Còn mấy người cũ thì nó có lương rồi, mấy người mới giờ đang cần hợp tác với YouTube là phải năm tới. Mình mới làm 5-6 ngày mà 300 người coi mà chỉ có 16 người subscribe thôi, mình rất là buồn. Bà con cô bác anh chị giúp cho em subscribe em nha, nhớ đăng ký đi nha, tại mình cần lắm. Ok, cảm ơn, bye bye.